vị tướng duy nhất của liên minh lập kỷ lục với 55 bản chỉnh sửa. Trên tinh thần, Nico vừa bị vô hiệu hóa ngày hôm qua do một lỗi phá game biến cô ấy thành trụ. Một số cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra tướng nào hiện đang giữ kỷ lục có nhiều bản sửa lỗi nhất trong liên minh. Chúng ta sẽ không xem xét trực tiếp số lỗi trong game, mà thay vào đấy là số lỗi đã được sửa cho đến nay. Nhìn vào League Wiki và lịch sử ghi chú, Shaco hiện đang giữ kỷ lục tướng có số lần sửa lỗi nhiều nhất với con số khổng lồ 55 lần. Xếp ngay sau là Yasuo với 53 lần sửa lỗi. Rengar và Sion chia sẻ vị trí thứ 3 với 49 lần. Vị trí thứ 4 được dành cho vị vua đường trên Teemo của chúng ta với 47 lần. Ở vị trí thứ 5, bạn sẽ tìm thấy Master Yi cùng với 43 bản sửa lỗi của anh ấy. Không thể không đề cập tới Lux với 40, Silas với 38, Ezreal và Twisted Fate với 36 lần sửa lỗi. Ở chiều ngược lại, những tướng ít bị sửa lỗi nhất gồm Olaf và Tristana với 7 lần, Tryndamere có 6 lần, Shen có 5 và Zac chỉ có 4. Một số tướng như Sivir hiện chỉ có 2 bản sửa lỗi, nhưng đó là do bộ đếm sửa lỗi được đặt lại mỗi khi tướng đó được rework. Nói chung, hầu hết tướng liên minh trung bình có từ 10 đến 20 bản sửa lỗi, nhưng tướng có nhiều bản sửa lỗi nhất thường có tương tác độc đáo với các tướng hay trang bị như Rengar và cơ chế bụi rậm. Những tướng ít lỗi nhất thường có bộ kỹ năng đơn giản, hầu như chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân họ và mục tiêu của họ.